ngày đầu quay lại đi làm rồi đúng không? Anh tới đây lâu chưa? Cảm giác của em thế nào? Gặp lại Hữu Nguyện, cảm giác sao? Em có hối hận không? Hay là rung động khi nhớ về quá khứ? Thằng đó được thấy ba anh leo lên tới trước đó, điều đó làm cho em muốn quay lại, có đúng không? Anh bảo. Nhưng sao đây ta? Chắc gì bây giờ thằng quê mùa đó lại chấp nhận em. Nhưng mà dù cho nó có chấp nhận được em thì anh cũng không thể để em đi được. Anh có biết là mình đang nói cái gì không vậy? Anh nói trước rồi mà, đừng có làm gì để phải hối hận. Em có hối hận, anh sẽ không tha cho em đâu. Tối nay đừng hẹn với ai, lát anh sẽ rước. Hôm nay cuộc họp cổ đông thành công lắm. Mời. Mời, 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 mời. Mời các anh. Mời tự nhiên. Ủa má, có chuyện gì mà mọi người cùng ly ăn uống vui vẻ vậy má? Hôm nay là một ngày vui. Con mà nhìn thấy Gia Bảo thể hiện uy quyền thì con sẽ biết. Con không biết là em đã thể hiện gì, con cũng không biết là chuyện gì vui. Nhưng đối với con mà nói, ba vẫn còn nằm ở trên kia. Chuyện mình ăn uống cùng ly như vậy không hay đâu má. Con đừng làm cho mọi người mất vui. Lâu lắm rồi má mới có một ngày vui như ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời. Mời. Mọi người đang dùng bữa ở trong á, con vô ăn luôn đi. Dạ được rồi, vậy cứ để đó lát con ăn sao. Ủa, Gia Bảo, con về rồi đó hả? Các anh cứ tự nhiên. Được rồi. 100% luôn bên. Xin mời. Mời anh. Ai cho cô tới đây? Má à, má đừng có thái độ như vậy nữa. Sau này Lan Anh sẽ là con dâu của má đó. Con im đi. Con có chuyện muốn nói với má. Đức, cậu đưa cô ấy về giùm tôi nha. Nhớ chạy xe cẩn thận đó. Dạ. Dạ anh cứ yên tâm, em biết rồi ạ. Nè, chừng nào về tới nhà nhớ báo cho tôi biết đó. Tôi đã nói là để tôi tự chạy xe về rồi, còn bắt người ta đưa tôi về nữa. Con gái con đứa đi một mình nguy hiểm lắm. Nếu lần sau có đi á thì rủ theo anh Lộc. Biết chưa nhóc? Lên xe đi. Ừ. Anh Nguyện nè, anh không được nản chí nha. Anh phải là anh, phải là Hữu Nguyện, phải chứng tỏ cho mọi người thấy được năng lực của mình. Biết rồi nhóc. Nhất định anh sẽ thành công thôi. Cố lên. Cảm ơn nhiều nha nhóc. Thôi lên xe về đi, trễ rồi đó. Mình phải làm mình. Đúng rồi, cố lên Nguyện ơi. Không lẽ
Cô thật lòng muốn lấy Gia Bảo sao? Dạ, con thật lòng muốn lấy Gia Bảo. Lan Anh. Lan Anh à? Con đã nói là con sẽ chứng tỏ cho cô thấy. Con làm được tới đâu, con nhất định làm cho cô phải tin con. Thôi được, tôi thua. Tôi chịu thua. Cho nên tôi xin cô hãy buông tha cho thằng Bảo đi. Con xin lỗi, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Cô nói cái gì? Con cam đoan với cô là đứa con dâu này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng đâu. Ở đâu ra cái loại con gái hoang tưởng, điên rồ, thiếu tự trọng như mày vậy hả? Mày tính leo lên đầu tao ngồi thì mày mới hả dạ phải không? Mọi người thôi đi. Em đứng dậy đi Lan Anh. Ai cho phép nó đứng? Chuyện của con và Lan Anh quyết định xong rồi mà. Sao con còn chưa tỉnh ra hả Gia Bảo? Con hành xử như một đứa con nít đang trong thời điểm quan trọng mà con lại để cho một đứa con gái làm rối tung lên mọi chuyện như vậy. Cuối cùng là con muốn cái gì đây? Con đã nói với má rồi, ngoài Lan Anh ra con không muốn cưới một người con gái nào khác. Bảo à, con đã quyết rồi. Má đừng gây khó khăn cho tụi con nữa. Con muốn thấy má chết hả Bảo? Nếu má không muốn thấy con chết thì chấp nhận cho tụi con cưới nhau đi. Bảo! Con đã nói với má rồi, con không bao giờ muốn làm má buồn. Sao má cứ ép con hoài vậy? Con dám hả? Má thôi đi, má đừng cản tụi con nữa. Một lần nữa con xin má đó. Đi thôi em. Chuyện gì vậy anh?
có chuyện gì vậy anh? Em cứ thử hối hận coi. Anh sẽ không để yên cho em đâu. Ba ơi, ba nói con thay ba làm việc ở công ty, nhưng ngày nào con cũng bị áp lực với đống giấy tờ này hết. Con sắp hết chịu nổi rồi ba ơi. Hồi đó con cứ nghĩ là làm sếp lớn như ba là chỉ cần ngồi một chỗ, chỉ tay năm ngón, mình muốn cái gì thì người ta sẽ làm cho mình. Con đâu biết là nhiều việc như vậy. Có nhiều lúc con không có thời gian ăn cơm nữa đó ba. Con không biết là con có thể thuyết phục nổi mấy người trong cổ đông không nữa. Có khi con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Không cần phải nhớ, cũng chẳng cần phải suy nghĩ, và cũng không cần phải tìm cách tính toán, đối phó nữa. Có thiệt là không có ý đồ gì với gia đình nhà tôi không? Ủa, chị hai? Đâu có ai mời chào đâu. Ai cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Mà sao cứ nhất thiết phải quay về đây ở mới được? Em đã nói rồi, em chỉ ở lại cho tới khi ba tỉnh lại thôi. Em sẽ hạn chế ra vào để mọi người khỏi thấy em. Em ở phòng làm bánh sau giường cũng được, chỉ cần cho em lên thăm ba là được. Phải là chính mình. Cố lên, cố lên. Chào mọi người. Dạ. Xin chào. Chào sếp. Xin chào. Dạ chào buổi sáng. Chào. Chúc mọi người có một buổi sáng làm việc vui vẻ. À, mọi người dọn giùm tôi sắp giấy trong phòng tôi nha. Với lại kể giùm tôi một cái biểu đồ á. Dạ. Các loại bánh bán được và không bán được trong vòng 3 năm qua. Nhớ là ghi lý do tại sao bán được và không bán được nữa nha. À, còn nữa,
Mọi người nhớ vẽ bằng bằng màu á, cho tôi dễ nhìn ha. Với lại á, mang lên cho tôi tất cả các loại bánh của Thành Phát đã sản xuất trong vòng 3 năm qua, mang vào phòng giùm tôi nha. Ý sếp là tất cả các loại bánh tại công ty mình luôn hả sếp? Chính xác, tất cả, không thiếu một loại nào. Vậy nha. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Ba năm. Mời vào. Sếp, đây là số lượng bánh mẫu mà anh yêu cầu nè. À, để đây đi. Wow. Trời, nhiều dữ vậy luôn á hả? Dạ. Dạ đúng rồi đó sếp. Số lượng bánh của công ty mình 3 năm qua đâu phải là ít đâu sếp. À, vậy hả? Nè, mọi người còn ăn thử đi. Nè, ăn thử đi. Nè nè, thử đi. Nè nè Đức, thử đi. Thử đi. Ăn thử. Nè, mọi người ăn á rồi cho tôi ý kiến nha. Thử đi. Thử, thử đi. Ăn đi, ăn thử đi. Chú giới thiệu với con, đây là chú Thịnh, cố vấn chiến lược hàng đầu của rất nhiều công ty. Đây là kế hoạch kinh doanh của con, chú xem qua rồi cho con ý kiến. Mời mấy anh ngồi. Chú giới thiệu với con, đây là các chuyên gia tiếp thị hàng đầu. Mong mọi người giúp đỡ và cùng nhau hợp tác tốt giúp tôi lần này. Giới thiệu với con,
Đây là các vị sẽ giúp đỡ chúng ta về phần tài chính. Tôi là Gia Bảo, rất mong mọi người giúp đỡ tôi lần này. Xin mời. Mời. Chào mọi người. Mọi người ăn thử bánh của tôi làm nha. À... Nè Đức, cậu thử trước đi. À, dạ. Em lấy cái này. Ờ. Đăng Anh. Dạ cảm ơn. Nè, cậu thử đi. Dạ cảm ơn sếp. Chị Lan. Dạ em thử cái này nha sếp. Nè, cậu thử đi. Dạ, cảm ơn sếp. Ngon như bánh ở tiệm luôn á sếp. Đúng rồi đó sếp. Bánh vừa mềm lại còn thơm nữa. Ngon quá sếp. Cảm ơn mọi người. Mọi người cứ tự nhiên nha. Ở đây bánh còn nhiều lắm á. Dạ. Dạ cảm ơn sếp. Anh nói ai? Ai đang ở đâu? Hôm bữa người tự xưng là con trai lớn của ông Đạt, bây giờ đang ở công ty Thành Phát, tạm thay quyền của ông trong lúc ông hôn mê chưa tỉnh lại. Lần này đúng là thiệt rồi. Không thể nào. Lần này không lẽ là thằng Nguyễn thật sao? Lần này chắc chắn là nó rồi. Rốt cuộc rồi ngày này cũng tới, ngày quyết định vận mệnh của Gia Bảo và thằng Hữu Nguyện. Nhưng nhất định thằng Gia Bảo phải thắng. Rất tiếc là anh không tận mắt chứng kiến kết quả này sau bao nhiêu năm. Tới giờ rồi, mình đi thôi. Em đi nha ông xã. Sao giờ còn ngồi đó? Hữu Nguyện. Ủa, Lan Anh hả? Nguyện định không đi họp nữa hả? À, chết rồi, trễ chưa? Vẫn chưa trễ. Vậy hả? Nè, Nguyện thay bộ đồ này ra đi. Là chủ tọa của cuộc họp thì phải mặc đồ làm sao cho xứng đáng với cương vị của mình. Nguyện cầm đi. Không sao đâu, đây là tiền trích từ quỹ công ty, Nguyện đừng lo. Vậy hả? Cảm ơn Lan Anh nha. Lan Anh nè. Lan Anh có sao không? Lan Anh ổn không? Xin lỗi, nói chuyện riêng ở công ty thì không hay lắm đâu. Đúng rồi. Lan Anh không sao đâu. Đây là con đường mà mình đã chọn, thì thế nào cũng sẽ hạnh phúc thôi. Chuẩn bị vô họp rồi đó, ráng lên nha. Nhất định mình sẽ làm được mà. Ừ.
phải là chính mình, phải chính là Hữu Nguyện. Xin chào mọi người. Mọi người thấy tôi hôm nay có ổn không? Hôm nay nhìn sếp bảnh ghê. Cảm ơn nhiều. Chú, mình đi thôi chú. Đây sao? Dạ đúng rồi đó cô. Không thể nào chấp nhận sự để nãy như vậy được. Quá đau tao. Mở vậy đổ đông rồi. Kể này là tay rồi kìa. Dạ xin chào mọi người, chắc là mọi người đã tới đủ rồi hả? Anh Đạt, tôi là luật sư Lim nè. Mọi chuyện đều đang tiến triển theo ý của anh rồi đó. Anh Đạt, dạ nếu mọi người đã tới đủ rồi vậy cuộc họp xin bắt đầu. Tôi xin lỗi. Dạ xin lỗi. Làm ăn kiểu này chán tiêu. Dạ xin lỗi. Cứ như vậy thì liệu hôm nay có họp được không? Tôi xin lỗi. Có vẻ như người được quyền tổng giám đốc chưa chuẩn bị xong. Vậy tôi xin phép được nói trước. Tài liệu đang nằm trước mặt của quý vị chính là dự án của công ty Thành Phát sẽ được triển khai trong 10 năm sắp tới. Giờ đây nhiều người tiêu dùng đã tìm tới các loại bánh đa dạng hơn để thưởng thức. Bây giờ không còn là thời đại của số lượng mà là của chất lượng và mùi vị. Giờ đây công ty Thành Phát phải lột xác khỏi hình ảnh của những chiếc bánh rẻ tiền đã có trước đây để thay đổi hệ thống cửa hàng sang trọng hơn, cùng nhiều loại bánh với hình dạng và mùi vị cao cấp hơn. Bản kế hoạch kinh doanh cũng như là chiến lược tiếp cận đều có trong hồ sơ. Mọi người cứ coi qua. Bây giờ tới lượt người được quyền tổng giám đốc. Muốn được ngồi cái ghế đó thì phải thuyết phục được hội đồng cổ đông là mình có năng lực thật sự. Cậu tính dùng cái gì để thuyết phục chúng tôi đây? Dạ
Hữu Nguyện, anh phải chứng tỏ được năng lực. Cố lên. Dạ thưa mọi người, như mọi người cũng đã thấy, tôi hoàn toàn không hợp với cái ghế này. Họp hội đồng quản trị, nói thẳng ra nó ra sao tôi cũng không biết nữa. Vậy ý cậu là cậu không có gì để thuyết phục mọi người đúng không? Có chứ. Nhưng không phải là giấy tờ mà là bánh. Sao lại như vậy? Một mà để bánh ra rồi sao? Dạ. Dạ thưa mọi người, mọi người cứ ăn thử bánh trước đi đã. Công ty làm thường ngày mà. Tự nhiên bắt tôi ăn cái bánh mà tôi đã ăn mòn răng mấy chục năm nay để làm gì? Dạ thưa chú, đây không phải là bánh của công ty mà là bánh do chính tay tôi làm sáng nay. Tôi đã nói là tôi không biết làm gì hết. Marketing hay là mannequin gì gì đó tôi cũng không biết luôn. Thứ duy nhất tôi có thể làm thay ba tôi đó chính là làm bánh. Trong mỗi cái bánh mà công ty làm ra có 30 năm công sức làm việc của ba tôi trong đó. Từng ngày, từng ngày một. Sức mạnh của công ty Thành Phát suốt 30 năm qua chẳng phải là bánh thì là cái gì? Giao công ty lại cho một người không biết gì khác ngoài làm bánh. Không phải ba tôi đã muốn chính tôi là người gìn giữ và kế thừa nghề làm bánh của ba tôi sao? Mọi người có thấy như vậy không? Tôi thấy vậy cũng là đúng đó. Anh Đạt xuất thân là một người làm bánh chứ đâu phải là doanh nhân đâu, đúng không?
Nói vậy thì ai nói chẳng được. Chẳng lẽ suốt ngày cứ đem bánh cũ và mẫu cũ ra bán hay sao? Thời đại thì càng ngày càng thay đổi. Việc thay đổi mùi vị của bánh phải theo xu hướng mới. Nếu như giữ những cái cũ, liệu có tồn tại được với thị trường hay không? Từ hương vị truyền thống, mình dựa vào đó để mà làm ra những cái mới. Không được để mất cái gốc đặc trưng của thương hiệu mình. Như mọi người cũng đã biết, trước khi làm kinh doanh gì đó thì ba tôi cũng là một thợ làm bánh. Mà những người làm bánh như chúng tôi thì không bao giờ được quên điều đó. Thì cũng hợp lý nè, cũng được. Có tình có nghĩa chứ. Hay, có tình có nghĩa. Hay cũng được à. Còn nhớ đến chuyện thống nữa. Nhưng tại sao lại là nó? Trong thằng nhỏ có sự chân thành sao? Anh gặp đó đi sẽ biết. Cái ý chí chân thành của nó mạnh tới mức không khó khăn gì cảm được. Tình hình sao rồi anh Đức? Trước mắt tình hình bây giờ, anh Bảo sẽ là trưởng phòng phát triển sản phẩm. Còn quyền giám đốc thì sao? Chuyện này thì vẫn chưa quyết định rõ ràng nữa. Chưa quyết định rõ ràng là như thế nào? Quyết định chung á là giờ cuộc họp cổ đông á là vào tháng sau. Giờ sao hả chú? Bây giờ chờ quyết định của hội đồng cổ đông. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Vậy chứ trong vòng một tháng tới con phải làm gì? Vẫn phải làm việc, nhưng mà không phải ở đây, mà là làm ở chỗ khác. Chỗ khác? Là chỗ nào vậy chú? Nhà máy Thành Phát, phân xưởng 13. Tại sao lại để nó đi tới phân xưởng 13? Với điều kiện nó phải có sản phẩm mới phù hợp với truyền thống của công ty Thành Phát. Lỡ nó làm được thì sao? Nó phải được hội đồng chấp thuận thì mới điều hành được công ty. Anh nói sao? Nếu nó làm được thì mấy ông sẽ chấp nhận nó à? Em đừng lo. Anh nghĩ đây chính là cơ hội để chúng ta tống cổ nó ra khỏi đây luôn đó. Nhưng tại sao lại là phân xưởng 13? Biết đâu phân xưởng 13 chính là tử địa của nó. Ai đưa ra ý đó vậy chú? Chú có biết không chú? Chính là tôi. Là chú hả? Ừ. Người thay quyền anh Đạt ít nhất cũng phải làm được tới đó chứ. Mình làm được như vậy thì người ta mới tin tưởng vào năng lực của mình được. Nhưng mà lỡ con không làm được thì sao chú? Nếu vậy á thì cậu từ bỏ cái ghế đó bây giờ luôn đi. Người ngồi được chỗ đó nhất định là phải có năng lực thật sự rồi. Chú. Ừ? Chú đang muốn thử con hả chú? Cậu nghĩ ngồi chiếc ghế đó dễ dàng lắm sao?
Không chỉ uy tín của ba cậu, mà còn là miếng cơm manh áo của biết bao nhiêu người nữa. Cũng may là hôm nay họp cổ đông, cậu thể hiện rất tốt. Thì hy vọng trong tháng tới, cậu làm việc ở trong phân xưởng 13 cũng phải giữ phong độ của mình. Thôi, tôi xin phép. Dạ. Mời vào. Ủa, Lan Anh. Uống nước nè. Cảm ơn Lan Anh. Phải về phân xưởng 13 làm việc đúng không? Phải vậy thôi. Mọi người đã quyết định như vậy rồi mà. Không đi sao được. Mà đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải đi tới cùng chứ sao. Với lại về phân xưởng 13 thôi mà, đâu có xa xôi gì đâu. Cũng giống như là mình về quê vậy đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, không sao đâu. Là ngành tình á, là nguyện đi tới đâu hay làm gì thì cũng sẽ tốt thôi. Cảm ơn Lan Anh đã luôn tin tưởng mình. Thành công hay thất bại thì cũng do ý trời thôi mà. Chỉ cần cố gắng hết sức thôi là được, đúng không? Ừ. Phải chi Lan Anh đi cùng mình xuống phân xưởng 13 thì hay biết mấy. Xin lỗi Lan Anh nha, mình lại nói năng lung tung rồi. Dạ tôi Lan, xin nghe ạ. Chị Lan hả? Nói anh Đức chuẩn bị xe cho tôi, tôi phải xuống phân xưởng 13. Dạ. Cảm ơn chị. Nè, Lan Anh thấy Hữu Nguyện giỏi không? Biết gọi điện thoại rồi đó, không cần phải ra ngoài nữa. Thằng Nguyện, con trai tôi, nó làm việc ở đây sao? Dạ. Cô có sao không cô? Tôi không biết là tôi có nên gặp nó hay không nữa. Dạ. Không có tôi, nó vẫn sống đến tận bây giờ, vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ. Bây giờ tôi lại xuất hiện, tôi không biết nó sẽ xử sự như thế nào nữa. Cô à, đây mới là nhà của con. Con không thích, con chỉ muốn được về với mẹ thôi à. Đây là nhà của ba con, nên đó cũng là nhà của con. Con không thích. Mẹ ở đâu? Con ở đó. Nó còn nhỏ xíu, nên tôi lại nỡ bỏ nó đi. Vì anh muốn nuôi thằng Nguyễn một cách thực sự hợp pháp, nên anh mới chia rẽ hai mẹ con em, rồi biến nó thành đứa con thừa kế chính thức của mình. Cô ơi, cùng suy nghĩ ghê. Dạ. À, không có gì. Cô, cô có sao không cô? Không, tôi chỉ hơi choáng một chút.
đi bệnh viện đi cô. Cô ơi, cô có sao không vậy? Dạ, không sao. Có cần tôi kêu người giúp không? Hay là tôi hỏi phòng khách của công ty cho cô nghỉ đỡ nha. Dạ, cảm ơn anh. Không sao thiệt mà. Có chắc là không sao không đó? Dạ thiệt. Hữu Nguyện. Dạ. Cháu nhắc lại truyền thống và nguồn gốc của Thành Phát á, trời ơi chú xúc động dữ lắm. Trước khi làm doanh nhân, tất cả chúng ta đều là người làm bánh. Đúng, chính câu nói đó. Cậu y hệt như anh Đạt thời còn trẻ. Thiệt vậy hả chú? Ừ. Dạ, con cảm ơn hai chú nhiều lắm. Nè, con phải cố gắng lên nghe. Phải để công ty của mình đúng hướng như là ba con mong muốn. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Cố lên, chúng tôi tin ở cậu. Tất cả niềm tin đặt ở nơi cậu. Dạ. Đúng là nó không? Cô, có đúng là nó không? Dạ, hình như đúng rồi đó cô. Mọi người kêu tên ảnh là Hữu Nguyện mà. Cô, bây giờ nó lớn đến như vậy, sao nó lớn nhanh quá? Mới ngày nào nó còn nhỏ xíu à. Dạ, con cảm ơn các chú. Con cảm ơn các chú rất nhiều vì đã ủng hộ con. Thôi hai chú đi trước ha. Dạ, dạ đi chú em. Đi. Dạ. Dạ. Vậy là chú đồng ý rồi hả chú? Dạ, vậy chú ký vô đây giùm con nha. Rồi. Cô ơi. Cô. Cô. Hữu Nguyện con ơi. Đi thôi anh. Nguyện ơi. Cô. Cô ơi. Cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô ơi cô. Cô ơi cô tỉnh lại đi cô. Cô ơi. Sếp, anh sao vậy? Cậu có nghe ai gọi tôi không? Không, em đâu nghe thấy gì đâu. À, sếp, tới giờ mình phải đi rồi. À, vậy hả? Ừ. À. Đi thôi anh. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo ý của anh rồi. Mọi người cũng thấy quyết định đưa Hữu Nguyện lên phân xưởng 13 là đúng. Nhưng mà có thật là không có sao không anh? Anh Đạt, tình hình là ở phân xưởng 13 đang bất ổn. Một tháng tôi sợ là không đủ thời gian để thằng nhỏ nó làm được mọi việc. Con có thích phòng này không? Cũng được đâu má. Con chịu khó ngồi đây 6 tháng. Đầu năm sau, má sẽ đưa con lên vị trí phó tổng giám đốc công ty. Bây giờ, chỉ mới thật sự là bắt đầu thôi. Trong công ty này, có bao nhiêu tai mắt đang theo dõi con.
cho nên cần phải cẩn trọng. Từng lời nói, cử chỉ, việc làm, đừng để bất cứ sơ hở nào xảy ra. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Má đừng lo, con dư sức làm được chuyện đó mà. Vậy thì tốt, má yên tâm rồi. Vậy má đi đi. Chuyện đám cưới của con với Lan Anh, má tranh thủ coi sớm sớm giùm con. Hôm nay là ngày vui, con đừng nói tới chuyện này làm má con mình mất vui. Má không muốn hai má con mình lại cãi nhau về chuyện này. Đâu phải lúc nào con cũng nói những lời má muốn nghe, để cho má vui lòng. Má đã ép con vô công ty theo ý má muốn rồi, thì bây giờ má phải giúp con làm theo ý con muốn chứ. Con nghĩ tại sao má phải chấp nhận cái đám cưới của con với nó? Là bởi vì con đã nhặt được chiếc lắc ngay chỗ bà nội con mất. Tại sao con lại đối xử với má như vậy hả Bảo? Con đã thấy gì, nghe được gì, và cuối cùng con đã biết được gì hả Bảo? Má đừng hỏi nữa, con sẽ không trả lời câu nào nữa hết. Chỉ cần má lo cho chuyện đám cưới của con thì con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Dạ, cô kêu con có chuyện gì vậy? Rót cho tôi ly nước. Dạ. Không nghe tôi nói gì hả? Rót cho tôi ly nước. Dạ. Đây là nước của cô. Cô chưa hỏi tôi là tôi uống nước gì mà. Tại sao lại dám tự tiện như vậy? Dạ, cô xin lỗi. Cô uống nước gì để con đi làm lại? Nước lọc. Dạ. Nước của cô. Cô chưa hỏi tôi là tôi uống nước lạnh hay nước nóng mà. Tại sao cô để tôi nói tới 2-3 lần vậy? Không phải là nhập gia thì phải tùy tục sao? Quỳ xuống. Cô... quỳ xuống.
cảm giác sao? Sau này cô phải sống trong căn nhà này với cảm giác y chang như vậy đó. Hiểu chưa? Nhục nhã, hèn hạ, bị khinh khi, coi thường. Tôi sẽ cho cô sống suốt cuộc đời với cái cảm giác quỳ gối như vậy đó. Hiểu chưa? Cô đừng mơ có một đám cưới sang trọng, giàu có, hạnh phúc. Khi nào chưa sanh được con trai thì tuyệt đối không được đăng ký kết hôn. Có nghĩa là trước khi sanh được con trai thì đối với cái nhà này cô không có bất cứ liên quan dính dáng gì tới pháp luật hết. Cô rõ chưa? Đừng có nghĩ là cô thắng được tôi. Đám cưới không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho cuộc chiến. Tôi không cần biết cô nắm cán thằng Gia Bảo đường tới chừng nào, nhưng tôi nói cho cô biết một điều: một khi đã thành vợ rồi thì coi như đã mất đi phân nửa tình cảm của người đàn ông. Để tôi coi, cô làm vợ con trai tôi rồi thì cô chịu đựng được bao nhiêu lâu mới lộ nguyên hình? Bị sao vậy? 14 năm trước, lần đầu tiên khi tôi gặp ba tôi là chỗ này đây. Tôi nhớ lúc đó tôi vừa chôm bánh ra thì bị ba phát hiện. Lại có chuyện gì nữa ta? Sếp, để em đi kiếm chú Thuận. Sếp, ủa sao đây không ai bảo vệ hết trơn trời? Mình ra ngoài chờ đi anh. Không sao đâu, nóng quá. Nhiệt độ canh sao mà để trong xưởng nóng như vậy? Dạ. Nhiệt độ, độ ẩm, không ra sao hết á. Ai đó? Ai vậy? Giờ này còn giải ma giải quỷ gì nữa? Ra đây! Ai vậy? Tôi hỏi ai vậy? Nè! Ai đang ở trong đó vậy? Hả? Không là ai vậy? Buông ra! Trời ơi! Trong này! Anh có sao không? Mấy người đang làm gì ở đây vậy? Hả? À, chú đây rồi. Hồi chiều trên công ty có điện thoại báo chú rồi phải không?
À, dạ đây. Đây là anh Nguyễn, quyền giám đốc tạm thời sẽ thay thế chú Đạt. Chú Nguyễn hả? Dạ. Nguyễn, nghe tên quen quen. À, phải là Nguyễn con của cô Dung không? Hồi nhỏ con vô đây ăn trộm bánh mì với thằng Kỳ con của ông Tư đúng không? Chú là... À, dạ đây. Đây là anh Nguyễn, quyền giám đốc tạm thời sẽ thay thế chú Đạt. Chú Nguyễn hả? Dạ. Nguyễn, nghe tên quen quen. À, phải là Nguyễn con của cô Dung không? Hồi nhỏ con vô đây ăn trộm bánh mì với thằng Kỳ con của ông Tư đúng không? Chú là... Em tới rồi hả? Thấy phòng làm việc của anh sao? Em vừa mới đi gặp má anh về. Má của anh đồng ý rồi. Má của anh đồng ý cho hai tụi mình cưới nhau. Vậy thì tốt quá rồi. Cho em biết được không? Cái vòng tay mà anh tặng em đó, tại sao cái vòng có khả năng khiến má anh đồng ý? Không có chuyện gì hết. Em đừng có tò mò chuyện đó. Từ bây giờ em đừng nghĩ tới những chuyện đau lòng nữa. Chỉ cần nghĩ tới chuyện làm đám cưới. Tụi mình đừng nghĩ tới bất kỳ những chuyện gì khác, được không? Không bao giờ chấp nhận chuyện đó được. Không bao giờ.
uống nước đi con. Dạ, cảm ơn chú. Nghe nói giám đốc mới xuống, tưởng ai, ai già là người quen cũ. À, dạ. À, dạ. Nhưng mà chú, sao chú Cảnh là ở đây vậy chú? Ông Cảnh hả? Dạ. Chú Cảnh làm ở đây luôn hả chú? Ông làm ở đây cũng 6 năm rồi đó. Không nhà, không cửa, không vợ, không con, lại có tiền án. Thấy tội cho nên tôi cho làm bảo vệ cho có chỗ cho ông ở. Mà cũng chứng nào tật nấy à, không có thay đổi gì hết á, cứ nhậu nhẹt hoài, tôi rầu muốn chết. Đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi được. À chú ơi, chú cho con hỏi tình hình nhà máy mình sao rồi chú? Sao con xuống có vẻ thấy nó điều hiu quá. Cậu về đây làm sao làm để giật dậy cái nhà máy này lên, chứ tôi lực bất tòng tâm rồi. Dạ, con về đây với mục đích đó mà. Nhưng mà chú phải cho con biết tình hình cụ thể thời gian qua mới được. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như vậy, nhưng mà tôi thấy ít hy vọng lắm rồi. Là sao chú? Thì máy móc cũ kỹ lâu đời, hư hỏng hoài, cứ phải chờ chuyên gia rồi thiết bị từ nước ngoài về, cho nên tiến độ sản xuất bị đình trệ. Thêm nữa, ở đâu có tin đồn nhà máy sắp đóng cửa, cho nên một số phần nửa thợ nó bỏ đi, mất người, đơn hàng đâu có đáp ứng nổi. Con thấy đó, riết rồi đi xuống luôn. Nói thiệt á, bây giờ vô phương rồi đó, về Sài Gòn có bộ khỏe hơn. Hóa ra vấn đề lớn nhất chính là suy nghĩ của chú. Làm sao bây giờ? Con bắt buộc phải cải thiện tình hình của nhà máy trong vòng một tháng tới. À, dù sao con cũng đã xuống đây rồi, hay là cứ đi coi một vòng coi sao. Chú, có gì chú giúp con nha. Nếu mà mình phải bắt đầu lại á, thì mình nên bắt đầu từ đâu hả chú? Máy móc, máy thì phải mới, phải xịn thì mới chạy lẻ được. Giảm bớt nhân công, bớt chi phí. Thợ nó thấy máy móc chạy trơn tru, ra thành phẩm đều đều, nó cũng hứng. Mà nghe nói trên công ty mình kiếm mua máy rồi đó. Giờ giám đốc mới về, đi coi mấy chỗ đi rồi quyết. Dạ, cứ để con xem xét tình hình. Nếu mà cần máy móc mới á thì mình cứ đề xuất thôi. Đúng là tuổi trẻ, làm gì cũng nhanh nhạy. Yên tâm đi, có gì chú sẽ phụ hết sức cho. Dạ, cảm ơn chú. Công nhận gặp người quen cũng đỡ. Chú Cảnh, chú Cảnh, lâu nay chú có nghe tin tức gì của Lan Anh không? Bao nhiêu năm qua chú sống làm sao? Chú có bao giờ nghe tin gì của Lan Anh không chú? Mày câm miệng lại chưa? Chú đừng bao giờ nhắc cái tên Lan Anh trước mặt tao. Đồ giám tổng cha nó vô tù rồi bỏ đi biệt tâm. Ngày nào mà tao còn gặp nó, tao sẽ giết chết nó, biết chưa? Bao lâu rồi chú cũng không thay đổi gì hết, chỉ có một đứa con gái duy nhất mà chú cũng nghĩ vậy sao? Mày câm miệng mày lại đi. Tốt nhất là bây giờ mày quay ngược trở về Sài Gòn. Mày mà còn ở đây, một ngày nào đó mày cũng sẽ chết trục xương ở đây, mày biết chưa? Thank you.
Lan Anh ơi, không ngờ lại gặp chú Cảnh ở đây. Nhưng sao trong lòng chú ấy đầy hận thù, phải làm sao đây? Alo. Dạ, anh Tài hả? Tôi Thuận đây. Sao rồi? Trời ơi, tưởng là ai xa lạ. Cái thằng này á, tôi biết nó từ hồi còn nhỏ xíu á. Đúng là ngơ ngơ, không có biết cái gì hết trơn á. Tốt. Nói cho nó nghe vụ mua mấy chưa? Dạ rồi. Mới xuống là nó hỏi tôi phải bắt đầu từ đâu. Tôi bơm cái vụ mua máy liền. Nhưng mà nó nói để nó xem sao đã. Tốt. Cứ bám sát thằng đó cho tôi đi. Nhớ là mọi chuyện mình đã sắp xếp rồi thì phải làm sao cho thật tự nhiên đó. Dạ, anh yên tâm nha. Nhớ là cập nhật tình hình thường xuyên cho tôi. Dạ, tôi biết rồi, có gì tôi báo liền cho anh nha. Bye. Đi chứ đừng bao giờ để tao thấy mày xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa. Đã đến lúc phải chuyển địa bàn rồi đó. Tây Ninh hả? Không phải. Có người này cần phải giải quyết trước. Người này đang nắm số phần trăm còn lại của công ty. Đem người đó về đây. Tất nhiên không được để cho ai biết hết. Hiểu ý tôi nói rồi chứ? Sao nói với tôi là chỉ làm chuyện thằng Nguyễn thôi mà? Việc này rất liên quan tới thằng Nguyễn. Đi đi rồi biết. Cậu cứ xem qua đi. Dạ. Đây là dây chuyền sản xuất của Pháp. Máy của Pháp á, thì bền, êm, nhưng giá hơi cao. Cái này là Pháp sản xuất hả? Dạ đúng rồi anh, đây là hàng Pháp. Còn đây, đây là máy của Nhật. Thiết kế rất là gọn nhẹ, mẫu mã thì bắt mắt, đồ bền cũng không kém. Máy Nhật. Dạ đúng rồi anh. Còn về giá cả thì tụi em đã gửi cho anh hết báo giá tất cả các mẫu máy này, thêm phần so sánh giá của Thuận Phát tụi em với mấy công ty khác nữa, nên mấy anh cứ dò giá thoải mái. Thôi bây giờ vậy, coi trong hình thì nó không có rõ lắm. Bên này muốn đi tới xưởng để coi máy nó vận hành sao rồi mới mua được. Dạ được chứ. Dạ được. Nhưng mà bên em á, mấy mẫu máy không có sẵn. Nếu mà anh đặt á, thì em sẽ gọi bên đó nhập về. Còn không thì vậy đi, bên em sẽ tài trợ
cho bên anh đi một chuyến qua Singapore coi mẫu được không? Hả? Mọi chi phí tụi em lo hết. Mà đi coi mà không mua thì sao? Thì coi như là mình đi chơi, mình thư giãn một chuyến. Bên tụi em với lại bên Thành Phát á, làm ăn lâu năm biết quá rồi còn gì. Thôi bây giờ vậy, để sếp mới đi coi giá mấy chỗ khác rồi mới quyết ha. Dạ vậy cũng được. Bây giờ vậy, sếp bên tụi em á có gửi lời muốn mời chú Thuận với anh Nguyện đi dùng một bữa tiệc thân mật. Thôi đi, để mua bán xong đi rồi tính ha. Mất công rồi tụi tôi mang tiếng ăn phần trăm này nọ đâu. Dạ vậy thôi, em xin phép. Dạ em xin phép. Dạ xin phép. Dạ chào anh. Dạ, dạ. Cậu thấy sao? À dạ, thì như chú nói đó, mình chưa có thấy mà làm sao mà mua được. À, mà chú nói cũng đúng á. Đâu đó rõ ràng. Thôi đừng có ăn uống gì hết. À mà chú, sau khi mà con xem xét kỹ thì con thấy vấn đề hàng đầu không phải là nằm ở máy móc. Chú giúp con chuẩn bị một số danh sách của các nhà cung cấp nguyên liệu ở gần đây nha chú. Ủa chi vậy? Dạ đơn giản là con muốn kiểm tra lại hệ thống thôi, không có gì hết. Vậy nha chú. Dạ chào sếp. À chú, chú đang làm giúp con nhanh nhanh nha chú, lỡ mà sếp hỏi mà con không biết gì thì chết con luôn á. Muốn cái gì cũng phải từ từ chứ. Dạ cảm ơn chú. Mai người ta không kiện và bỏ qua cho vụ ngộ độc bánh, nếu không là ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Thành Phát. Dạ. À, chị ơi. Dạ. Ở đây mình có bán bánh của Thành Phát không chị? Hai cậu ở xa tới hả? Ủa sao chị biết hay vậy? Thì ở đây có ai ăn bánh Thành Phát đâu. Ủa sao vậy chị? Bánh Thành Phát nổi tiếng mà. Nổi tiếng ở đâu thì tôi chẳng biết, nhưng ở đây toàn thấy tai tiếng thôi. Bánh ôi thiêu hư hỏng, lại còn có vật thể lạ trong bánh nữa. Rồi thì cũng chìm xuống. Cơ sở thì vẫn hoạt động đó. Dân tình ở đây họ mới bảo với nhau không ai ăn bánh đó nữa. Vậy thì tôi lấy bánh Thành Phát về rồi bán cho ai hả cậu? À, dạ chị. Ừ. Dạ vậy thôi. Chị lấy cho em hai cái bánh này đi. Đây, bánh của cậu đây. Dạ, bao nhiêu vậy chị? 20.000. Dạ, em gửi. Rồi, cảm ơn hai cậu nha. Dạ, dạ cảm ơn chị. Mấy cái bánh này mùi bơ nặng quá, chưa ăn đã thấy ngán rồi. Đã vậy, nướng còn quá tay nữa. Đồ ngọt cũng nhiều. Ủa sếp chưa ăn sao sếp biết?
chỉ cần ngửi là biết rồi. Em nghe người ta đồn á, sếp có cái mũi rất là thính, quả là không sai. Với lại công thức làm bánh của Thành Phát được đúc kết bao nhiêu năm kinh nghiệm làm bánh của ba tôi, chắc chắn là ngon hơn những cái này gấp nhiều lần rồi. Nhưng mà tại sao lại ra nông nổi như vậy? Chắc chắn là có điều gì đó khuất tất ở đây rồi. Muốn vực dậy bánh ở đây thì phải vực dậy xương bánh ở đây trước đã. Dạ, em hiểu rồi. À, cậu làm cho tôi một bản khảo sát đánh giá về chất lượng dịch vụ của Thành Phát, để coi mức độ uy tín của thương hiệu Thành Phát đã bị tổn hại tới đâu rồi. Gì vậy? Em thấy bắt đầu sếp nói chuyện như một nhà quản lý thực thụ rồi đó. Thì một thời gian cũng phải có kinh nghiệm chứ. À, còn nhớ làm sớm sớm giúp tôi nha. Chúng ta còn rất ít thời gian ở đây đó, tranh thủ càng xong sớm càng tốt. Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Nè, bây giờ thì đi ăn thôi, đói rồi. Hai cái bánh này không đủ để chúng ta chống đói đâu. Dạ. Cô ơi, cô ơi, cho hai dĩa cơm sườn với tô canh chua nha cô. Dạ, cảm ơn cô. Trả tiền đi, đồ lì lợm. Cuối tháng trả. Chưa mấy tháng rồi hả? Trả đi, thiếu hoài. Bà đi bán đi bà. Trả tiền rồi mới bán. Hết rượu rồi. Làm gì dữ vậy? Tiền là cái gì? Trả tiền đi rồi nói. Mệt quá. Coi cô. Chú này thiếu cô bao nhiêu tiền vậy? Cậu tính trả tiền giùm ổng đó hả? Trả là trả hoài đó, trả nổi không? Nè, mày là thằng nào? Ai cần mày trả mày? Mày biến đi mày. Chú Cảnh, con Hữu Nguyện nè. Chú say tới nỗi không nhận ra con sao? Đang còn trong giờ làm việc mà chú đã say xỉn như vậy rồi. Lỡ chú bị đuổi thì chỗ nào nhận chú nữa? Chú không sợ sao? Mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao? Giám đốc gì cái thứ của mày? Ê, ra đây. Trời ơi, cậu là sếp mới đây đó hả? Trẻ dạ. Quá ha. Con ơi, dọn cơm cho anh ăn lẹ lẹ đi con. Nè, bữa nay cô mời con nha. Dạ. Còn ông nữa, gặp sếp khác là bị đuổi ngay lập tức rồi. Đã vậy người ta còn trả tiền cho ông nữa. Không biết cảm ơn thì thôi, mà còn bày đặt. Yes. Nè, ông thiếu cô hết 2,6 triệu đó. Nè, dạ không sao đâu cô, để chút nữa con tính nha. Cảm ơn con trước nha. Bác sĩ nói 1-2 tháng nữa nhất định cô phải mổ mắt. Lần này cô không dời được nữa đâu. Muốn mổ hay gì cũng phải khỏe lại mới được. Mai này không chịu ăn uống gì hết trơn á. Đã tới rồi thì gặp con cái đi rồi về. Không có chịu gặp rồi giờ như người mất hồn vậy đó. Tôi không có mặt mũi nào đi gặp nó. Thằng nhỏ, từ lúc nhỏ xíu đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, vậy mà vẫn lớn, vẫn trưởng thành đàng hoàng. Trong khi làm mẹ như tôi bao nhiêu năm trời không làm được gì cho con, tôi mắc cỡ không dám ngửa mặt lên nhìn nó. Cô đừng có nghĩ vậy mà. Bây giờ nó bắt đầu làm việc lớn, mà tôi thì đâu giúp được gì cho nó. Gặp rồi
Lỡ như cản đường đó thì sao? Tôi nghĩ nhất định phải gặp nó một lần. Tôi tin nó là đứa biết suy nghĩ, nó không có nghĩ như vậy đâu. Hay là để tôi gọi điện biểu nó tới gặp cô nghe. Không, anh đừng làm vậy. Rồi lỡ mắt cô không nhìn thấy đường thì sao? Không sao. Tôi cũng được thấy mặt con tôi một lần rồi. Không ngờ nó lại phong độ như vậy. Giờ thì tôi nhắm mắt được rồi. Cứ như vậy hoài không có được đâu nghe. Không có được nói bậy nói bạ như vậy nữa. Trong danh sách các nhà cung cấp nguyên liệu ở đây thì công ty Bình Hưng có vẻ là ổn nhất. Bởi vì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cho nên chọn công ty cung cấp nguyên liệu có uy tín và lâu đời. Như vậy á sẽ tránh khỏi được những rủi ro không đáng có. Dạ, nhưng mà từ trước đến giờ ở đây vẫn luôn lấy nguyên liệu bên Hòa Nguyên. Nếu chúng ta thay đổi thì có thể sẽ gặp trở ngại với ông Thuận. Với lại bên Bình Hưng á, họ cũng không mặn mà lắm khi mình đề cập đến việc họ cung cấp nguyên liệu cho Thành Phát à. Đừng lo, người quyết định cuối cùng ở đây bây giờ không còn là ông Thuận nữa. Cho nên cứ như vậy đi. Cần phải có nguyên liệu thì mới bắt đầu làm bánh được chứ. Dạ, em hiểu rồi. Thằng nhóc, mày là ai mà mày dám xen vào chuyện của tao? Em đồng ý cho Gia Bảo lấy con bé Lan Anh đó hả? Ai nói? Gia Bảo nó nói với anh. Tớ còn nói khi nào anh Đạt khỏe lại thì cưới. Cái mái ấm này là hồi đó con nhỏ đó ở. Nghe nói nó vô đó năm 12 tuổi, không cha không mẹ, làm lại hộ khẩu hết từ đầu. Vậy thì nó là ai? Cha mẹ nó làm cái gì? Tôi nghi ngờ chuyện này. Anh điều tra thử coi. Tại sao anh phải điều tra? Tôi muốn làm cho Gia Bảo tỉnh lại. Và con bé này tốt nhất là nên tự rút lui. Hèn chi, anh thấy cũng là lạ. Sao tự dưng em lại chịu lùi một bước dễ dàng tới vậy? Vào đi. Bà kêu con có chuyện gì? Thay đồ đi với tôi một chút. Việc tôi giao cho chú, chú lo cho tôi nha. Dạ chị. Alo, có chuyện gì? Có thằng nhảy tranh như vậy mà anh không xử lý được sao? Cứ như vậy đi. Bây giờ làm sao? Anh nghĩ sao nếu mình dùng chiêu ly miêu tráo chúa? Ý cậu là sao? Bên đó muốn thay đổi nhà cung cấp thì anh cứ thay đổi cho họ. Nhưng hàng vào kho là hàng nào thì làm sao mà biết được? Tới lúc đó anh muốn quy trách nhiệm cho ai là quyền của anh, dễ như trở bàn tay. Tôi hiểu ý cậu rồi. Anh đừng có lo, em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình. Anh có cơm á thì em có chút cháo mà húp. Bây giờ á em ở đi thư giãn nha. Chuyện cung cấp nguyên liệu thì anh cứ để em tính. Giờ mình đi chơi đi, em biết chỗ này đã lắm. Về cái khoản ăn chơi á, tôi tin tưởng cậu. Nhưng mà bây giờ mình ăn chơi vậy á có sớm quá không? Đưa anh đi tận hưởng.
thì phải có thời gian cho anh hưởng thụ chứ. Dạ chào bà, chào cô. Bà và cô muốn tìm trang sức nào ạ? À? Cho tôi coi cái này. Dạ. Đã bắt đầu thấy tinh thần làm việc ở đây rồi đó sếp. Tinh thần làm việc thì lúc nào cũng có, chỉ là chúng ta có khơi ra được hay không thôi. Dạ. Khi nào thì bắt đầu nhập kho nguyên liệu mới? Dạ, vài ngày nữa. À, nhớ kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ của kho trước khi nhập nguyên liệu vô. Dạ, em nhớ rồi. Nhưng mà em thấy hơi là lạ. Lạ chuyện gì? Ban đầu em cứ tưởng là sẽ gặp nhiều rắc rối khi thấy sếp đưa ra quyết định thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu. Nhưng mà rồi cuối cùng không động tĩnh gì hết. Cái đó là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Không phải ở đâu cũng chỉ toàn người xấu. Bây giờ chỉ cần nhập nguyên liệu nữa thôi là có thể làm bánh được rồi. Dạ. Nhóc con, thử coi mày làm bánh như thế nào. Chứ có mớ nguyên liệu bỏ đi đó. Xin mời mấy anh. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Thời gian qua anh Đạt Bình, không nhờ sự hỗ trợ của mấy anh, chắc công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chú không cần phải nói vậy đâu. Bởi vì anh em chúng tôi lúc nào cũng quan tâm khi anh Đạt bệnh. Vả lại Thành Phát là tâm huyết của anh Đạt, mà cũng là tâm huyết của anh em chúng tôi bao nhiêu năm qua. Nhưng tốt cả rồi, Gia Bảo và Hữu Nguyện đều có tố chất để quản lý công ty này. Chúng ta chỉ chờ xem đường dài, con ngựa nào hay hơn thôi. Dạ. Dạ. Chắc hai đứa nó mới nhớ. Vài ngày nữa tôi định sẽ xuống phân xưởng 13 để coi xoay sở ra làm sao. À, hay là hai anh đi chung cho vui nghe. Coi như là lâu lâu đi di hành vậy. À, đúng rồi đó. Chú Tài nói vậy là đúng đó. Được. Bởi đó. Vì dù sao mình cũng thay anh Đạt để mà quan tâm hai đứa nhỏ. Đúng không? Nhất trí vậy. Vậy thì anh em mình rồi, sẽ đi. Rồi, rồi. Là ai làm vậy? Nói mình nghe đi. Là ai làm cho Lan Anh ra như vậy? Con giỏi, con giỏi, có cái giỏi đi trước. Hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi thì đi sau chứ. Em thấy ở đây không ngon hả?
Ngày mai anh sẽ đưa em tới một nhà hàng khác sang trọng hơn. Không cần đâu anh. Em đi vệ sinh một lát. Alo, Lan Anh hả? Alo, Lan Anh có bệnh không vậy? Sao không nghe thấy nói gì hết trơn vậy? Anh định tới bao giờ mới hết làm phiền vợ sắp cưới của tôi? Chúng tôi đang sắp tiến hành đám cưới, cho nên rất là bận. Anh đừng liên lạc với Lan Anh nữa. Nếu đúng như lời anh nói, anh là con của ba, thì Lan Anh sẽ là em dâu của anh. Hãy để cho Lan Anh sống vui vẻ với cuộc sống của cô ấy đi. Có thể hứa với tôi một chuyện được không? Xin hãy đem lại hạnh phúc cho Lan Anh. Xin hãy đem lại cuộc sống vui vẻ cho cô ấy. Xin hãy là một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Sếp ơi, có chuyện gì? Có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Ở bên Bình Hưng á, tự nhiên họ không đồng ý giao nguyên liệu cho bên mình nữa. Hả? Tại sao? Họ không nói rõ lý do. À, nhưng mà theo nguồn tin em được biết á, hình như là họ không muốn dính tới rắc rối nội bộ bên mình. Rắc rối nội bộ? Có nghĩa là có sự can thiệp của một người nào đó trong chuyện này. Bây giờ sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi gặp bên Bình Hưng được không? Họ đã trả lời kiên quyết rồi anh à. Giờ sao anh? Trong cái nhà cung cấp nguyên liệu có một nơi ở Bình Phước phải không? Dạ. Liên lạc mua nguyên liệu từ họ. Nếu không mua được thì mua ở chỗ khác. Chứ nhất quyết không lấy của Hoàng Nguyên. Dạ, em hiểu rồi. Xem ra mình phải tìm cứu viện rồi. Để rồi coi, ở đây có ai dám cung cấp nguyên liệu cho công ty Thành Phát ngoài Hòa Nguyên đó không? Alo, tiệm bánh vô bánh mì nghe ạ. Alo, cô Cúc hả? Dạ, con là Hữu Nguyên nè cô. Ủa, Nguyên hả con? Dạ, cô ơi, cho con gặp chú Mừng một chút được không cô? Ờ, được, 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 đợi chút nghe con. Ông Mừng ơi, ông Mừng. Chuyện gì? Ông Mừng á, thằng Nguyễn nó gọi nè. Đợi một chút nghe con. Chuyện lại gì? Lên. Hả? Thằng Nguyễn nó gọi nè. Alo, chú đè con. Chú đè. À, dạ, chú ơi, cả nhà mình có thể giúp con một chuyện được không chú? Ừ, chuyện gì con nói đi. Anh Đạt, ông Tài mua chuột bên cung cấp nguyên liệu, không cung cấp nguyên liệu cho phân xưởng 13.
giúp nó. Đừng để nó phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh yên tâm đi, tôi đã thu xếp công việc này đâu vào đó hết rồi. Giờ tôi xin phép nha.